rồi xong đây. Trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt giải tỏa gần 200 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện còn trên 700 điểm vi phạm, trong đó có hơn 500 trường hợp làm nhà kiên cố. Việc lấn chiếm, xâm phạm công trình thủy lợi xảy ra ở tất cả các huyện trong tỉnh, Văn Giang và Châu Kim Động là những huyện có số vi phạm nhiều. Bờ máng, còn bên kia là nhân dân người ta cứ nối ra, nó cũng thu hẹp hơn so với trước kia nhiều. Ra nước xả thải ra đây là cũng bẩn, mất vệ sinh, mà ra đồng ruộng nó cũng ô nhiễm môi trường, cho bà con cái hái là nó cũng bẩn thỉu. Tại huyện Kim Động, trên các sông Kim Ngưu, Trương Đìa, tình trạng lấn chiếm dòng chảy vẫn tồn tại, khiến lòng sông ngày càng bị thu hẹp. Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý xây cầu bắc qua hệ thống kênh tiêu ở xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ xảy ra tràn lan. Điều này không những làm cản trở dòng chảy mà còn gây khó khăn cho địa phương trong công tác xử lý vi phạm. Người ta cứ làm các cái cầu tạm này. Đấy, cho nên là cái thực trạng này chúng tôi cũng thấy là cũng rất là nguy hiểm cho cái việc mà an toàn giao thông. Rồi là về cái cản trở nước thì khơi thông dòng chảy cũng khó. Nên chúng tôi cũng đề nghị là huyện rồi tỉnh có những cái giải pháp để tạo điều kiện cho các cái hộ này mà có lối đi nhưng mà vẫn đảm bảo về an toàn giao thông. Nguyên nhân thì xảy ra cái sai phạm này thì là thứ nhất là cái đặc biệt là cái ý thức người dân là còn hạn chế, như là những một số hộ dân thì ở những cái sông trục lớn thì là có cái tình trạng là lấn chiếm ra để xây cơi lưới, nên công tác giải tỏa gặp một số khó khăn. Khó khăn nhất trong giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi hiện nay là các địa phương để cho nhân dân xây nhà công trình phụ kiên cố, lấn chiếm dòng chảy từ trước năm 2010. Nhiều đoạn trên các sông như từ Hồ Sài Thị, sông Tây Tân Hưng, cầu Treo bị thu hẹp. Phần lớn dòng chảy ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế giảm thiểu những vi phạm công trình thủy lợi, các địa phương cần tập trung, rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ vi phạm, phân loại các trường hợp vi phạm, hoàn thiện hồ sơ vi phạm theo quy định, tiến hành xử lý, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu được các văn bản, chính sách về bảo vệ công trình thủy lợi, ngăn chặn vi phạm gia tăng. Ngoài ra, các xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ các công trình thủy lợi, cũng như phát hiện và xử lý các vụ vi phạm nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.